Xin chào anh em nhé. Hôm nay em có nhận được một con máy Seoxin Pad bản 2022, cái mã của nó là TB128FU. Thì mặc định những cái bản này là bản sách tay thì nó sẽ không có các dịch vụ từ Google, hoặc là vào cũng không sử dụng được đó. Và nó cũng sẽ không có những cái ngôn ngữ tiếng Việt hoặc là ngôn ngữ khác cho anh em sử dụng. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra này, sẽ không có. Thì hôm nay em sẽ làm cái video này hướng dẫn anh em chạy dòng tiếng Việt và đầy đủ các dịch vụ từ Google cho nó. Anh em lưu ý là cái video này được thực hiện bởi một số cái thao tác nó khó một chút, thì nếu mà ai mà không có nhiều kinh nghiệm làm thì tốt nhất là mang ra thợ cho họ làm, hoặc là sử dụng đến các dịch vụ từ bên ngoài online chẳng hạn. Đấy, còn đâu ai mà biết thì phải xem thật kỹ video thì chúng ta mới có thể thao tác được nhá. Thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ phải cần phải bật cái phần developer option cho nó bằng cách là truy cập vào phần thông tin thiết bị. Chúng ta sẽ tìm đến about tab.net này, sau đó thì gõ thật nhiều vào cái phần ZUI version này, đến bao giờ mà nó hiển thị cái dòng là no need you already developer option này thì là được rồi. Anh em sẽ tìm đến cái phần đấy bằng cách là chọn vào phần kernel setting này, rồi chọn vào phần developer option. Ở đây chúng ta sẽ bật cái ORM unlocking này lên và USB debug. Đấy, sau đó chúng ta sẽ kết nối cái máy tính bảng này với máy tính. Rồi chúng ta sẽ quay trên máy tính nhá. Chúng ta sẽ cần phải thực hiện các thao tác trên máy tính. Đoạn này thì cắt. Ở trên máy tính thì chúng ta sẽ mở cái file minimal adb này lên. Đó. Và chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác là dùng một cái dòng lệnh là adb đấy, tree boot. Thừa một chữ này, boot ADL đấy. Sau đó chúng ta ấn Enter thì ở trên trên máy tính lúc đấy thì nó sẽ hiển thị lên một cái dòng cảnh báo là cấp phép truy cập, thì chúng ta hãy ấn tích và ấn chấp nhận anh em nhé. Sau khi chúng ta dùng cái dòng lệnh này xong thì máy điện thoại nó sẽ truy cập vào chế độ 9008 và chúng ta sẽ mở cái device manager lên. Chúng ta sẽ để ý phần podcom này, ta tích dọc xuống và chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần device manager nó sẽ nhận cái cổng 9008 ở đây. Anh em sẽ mở cái phần mềm QFIN này lên giúp mình. Đó, đây. Chúng ta sẽ đầu tiên mặc định nó sẽ như này anh em nhé. Thì chúng ta sẽ tích sang cái phần flash build này. Đó. Và chúng ta sẽ chọn vào browser tìm đến cái file em sẽ để dưới bài viết. Chúng ta mặc định khi mở file đấy ra thì nó sẽ như vậy anh em nhé. Chúng ta sẽ để ý là nó sẽ có một cái file hot này, chúng ta sẽ tích vào và chọn open. Sau khi chọn xong như vậy rồi thì anh em sẽ để ý nếu mà trong trường hợp mà nó không nhận cổng com ở đây ý, thì anh em ấn vào phần select port này nhé, chọn cổng com, sau đó ấn ok. Tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào phần Config này. Đấy. Xin lỗi anh em là chúng ta sẽ ấn vào phần Tool này, sau đó sẽ chọn vào phần Passion Manager. Rồi ấn OK. Ở đây chúng ta sẽ ấn OK này. Đợi một chút để nó load được thiết bị. Sau khi nó load xong thì nó sẽ mở ra một cái cửa sổ mới. Ở trong đây nó sẽ có các phân vùng ROM, phân vùng ở bên trong máy, thì anh em sẽ để ý đến cái phần dòng là ORM đây. Đây dòng này anh em nhé, chúng ta sẽ chuột phải này và chọn phần Manager Partition Data, chọn vào đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào Read Data đây. Đấy. Mặc định sau khi anh em ấn Read Data thì nó sẽ lưu cái file này vào trong bộ nhớ. Anh em để ý là cái thư mục của nó sẽ hiển thị ở đây cho anh em xem. Đây, nó là hồ sơ data này, tên như của em đặt là Nguyễn Sơn PC này,
chọn đến Avatar này, Runwing này, Qualcomm, Wi-Fi và đến được cái file đấy thì chúng ta sẽ mở folder ra và tìm đến cái thư mục đấy đúng chuẩn đấy. À, chọn vào UC này, UC Data này, Nguyễn Sơn PC này, App Data này, Roaming này và chúng ta sẽ tìm đến cái phần Qualcomm. À, đây, Qualcomm này, Wi-Fi này, đấy, Comport này. Anh em sẽ nhìn thấy được cái file tweet ở đây. Em sẽ mở lại cái file lên cho anh em xem. Đây, chính xác, nó là cái file này. Đấy. Thì chúng ta sẽ nhấn Ctrl C hoặc là Ctrl X thì tùy anh em. Thì em sẽ sử dụng luôn là Ctrl X để em chuyển cái file này ra desktop để em dễ làm hơn. Hoặc là em sẽ chuyển vào cái thư mục mà em đang lưu cái ROM, cái file ROM của em luôn ở phần download này. Em sẽ chuyển vào đây. Đấy. Và sau đó thì em sẽ đổi tên thành OM cho nó dễ. OM.bin nhá. Đấy. Sau đó thì anh em sẽ phải mở cái file OM lên. Đấy. Thì chúng ta khi chúng ta mở cái file này thì chúng ta sẽ cần phải có một cái app là app giải mã, thì em sẽ để dưới cái phần link mô tả luôn cho anh em xem. Thì anh em chờ chút em sẽ mở cho anh em cái app đấy ra. Rồi, em sẽ quay full cho anh em xem này. Đấy, sau khi mở app lên thì anh em sẽ để ý là nó có phần open, phần file ở đây này. Chúng ta sẽ tích vào và chọn open này. Chúng ta sẽ tìm đến cái phần mà chúng ta mới lưu cái file bin đấy. Đây. Chúng ta sẽ mở ra này. Anh em để ý này, ở đây này nó có cái phần dòng này. Chúng ta sẽ cần phải thay đổi nó đi. Đấy. Thì ở trong bài viết em cũng sẽ để cho anh em thấy cái text sửa đấy ở đây. Đây chúng ta sẽ đổi thành cái này anh em nhé. Đây, chúng ta sẽ nhấn giữ Ctrl C này. Chúng ta sẽ bỏ cái cơ sổ này xuống và quay trở lại cái HXD này và chúng ta sẽ Ctrl V ở đấy để nó thay đổi cái mã tập tin này đi. Sau đó anh em sẽ chọn, anh em nhấn giữ Ctrl S để nó lưu được cái file này vào. Đấy. Sau khi anh em lưu file xong rồi, anh em muốn thử xem là chắc chắn là nó đã đúng chưa, cái mã đây đúng chưa, thì anh em lại mở lại cái phần mềm HDX đây, cái phần mềm giải mã HDX đây. Anh em lại mở lại cái file đấy xem mà nó đã đúng chưa. Đó. Đúng chuẩn mã anh em nhé. Chuẩn mã như vậy rồi xong thì anh em tắt cái phần mềm này đi và chúng ta sẽ quay trở lại cái phần mềm Qfin. Thì sau khi anh em đã sửa file xong thì anh em sẽ chọn vào phần Load IMG ở đây, Load Image ở đây. Chúng ta sẽ chọn đến cái file vừa xong chúng ta sửa. Đó. Sau khi nó load xong rồi thì chúng ta tắt Qfin này đi. Tắt đi. Sau khi flash xong cái file OM đấy xong thì anh em sẽ quay xuống điện thoại và anh em sẽ rút cáp ra. Và anh em sẽ nhấn giữ 3 phím giúp mình, là bao gồm là phím giảm âm, nguồn và tăng âm. Anh em sẽ nhận giữ một lúc nhé. Đó. Anh em nhận giữ. Sau khi giữ một lúc thì nó sẽ lên nguồn anh em nhé. Đấy thì nó mà lên nguồn bình thường rồi thì chúng ta lại tiến hành là cắm cáp vào máy tính. Đó. Chúng ta sẽ cắm cáp vào máy tính như bình thường nhé. Và chúng ta sẽ quay lại ở trên máy tính. Chúng ta sẽ lại mở cái Minimal ADB này lên.
Rồi. Chúng ta sẽ dùng lệnh là adb tribut boot order. Đấy, chúng ta sẽ enter. Sau khi mà anh em ấn như vậy thì ở trên máy tính, ở trên máy tính bảng nó sẽ vào cái giao diện như vậy anh em nhé. Đây là chế độ phát boot ở trên máy tính bảng này. Thì chúng ta sẽ để ý ở trên phần máy tính này nó sẽ nhận được cái phần device Android boot order này. Đó. Thì chúng ta sẽ lại mở cái file của em ra. Đấy. Và anh em sẽ nhìn thấy cái thư mục là unlock boot order ở đây. Anh em mở ra. Và anh em sẽ nhìn thấy cái phần là unlock boot order .eg ở đây, anh em tích vào. Đó. Thì chạy thì nó sẽ chạy xong thì nó có sẽ giao diện như vậy anh em nhé. Sau khi anh em chạy cái lệnh unlock boot order đấy thì đợi một lúc thì máy nó sẽ lên nguồn, anh em cắm cáp vào máy tính thì nó sẽ hiển thị lên cái dòng này, thì anh em bấm tích vào. Và anh em ấn cho phép. Đó. Thì máy nó sẽ hiển thị nó vẫn bình thường này. Chúng ta lại quay trở lại trên máy tính, chúng ta mở lại cái file ADB lên. Đấy, ADB để lên và chúng ta sẽ dùng lại cái lệnh là ADB reboot boot order này. Đấy. Để cho máy cái máy tính bảng của anh em nó vào lại cái chế độ phát boot anh em nhé. Đấy. Sau khi vào lại cái chế độ phát boot này thì anh em sẽ để ý là cái dòng device shape này nó sẽ là unlocked ở đây. Thì như vậy thì là chúng ta đã hoàn thành xong cái bước là unlock boot order cho nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đến cái bước là chạy ROM. Thì anh em sẽ mở file ROM của em lên và anh em sẽ để ý cái dòng là phát boot flash ROM nguyensonmobile.exe ở đây. Anh em sẽ chọn chạy dòng đấy giúp em nhé. Đây là quá trình nó đang chạy này. Nó đang chạy file anh em ạ. Thì thời gian chạy nó sẽ mất khoảng 5 đến 10 phút anh em ạ. Thì cái bước này thì em sẽ tua nhanh cho anh em xem nhá. Sau khi đợi một lúc thì nó sẽ flash xong và trên cái phần mềm CMD nó sẽ báo như vậy anh em nhá. Đấy, có thông tin của cửa hàng em này. Đấy. Thì đợi một lúc như vậy xong ấy, nó flash xong thì máy nó sẽ tự động lên nguồn và nó ở chế độ active như vậy. Đấy. Ở đoạn này thì anh em hoàn toàn có thể là rút cái cáp này ra rồi anh em nhé. Đây. Em sẽ quay quá trình active cho anh em xem. Đấy. Chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ. Để chọn ngôn ngữ tiếng Việt này. Chúng ta sẽ ấn bắt đầu để active. Ở những cái đoạn active này thì anh em không cần phải kết nối mạng, nó tránh mất thời gian của anh em khi active. Đó. Bỏ qua hết. Đấy. Sau khi chạy ROM đây anh em nhé, nó sẽ có đầy đủ các dịch vụ từ Google này. Chúng ta sẽ vào phần thông tin thiết bị xem. Đây giới thiệu về máy tính bảng này. Sau khi chạy xong thì cái tên thiết bị của nó sẽ là K10 Pro anh em nhé. Mã thì vẫn như vậy, phiên bản Android là 12. Đó. Chúng ta sẽ thử kết nối Wi-Fi. Kết nối Wi-Fi xong chúng ta sẽ quay trở lại màn hình chính. Chúng ta chọn vào đăng nhập, thử xem là nó có kết nối được với SafePlay không. Như vậy là ổn rồi anh em nhé. Đấy, thì trên đây là cái video hướng dẫn anh em cài cái ROM tiếng Việt và cài SafePlay cho con máy máy tính bảng Xiaomi ThinkPad bản 2022. Đấy, cái mã của nó là TB128FU.
Cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi cái video này của em. Thì anh em thấy hay hãy cho em một đăng ký kênh nhá. Xin chào anh em.